Sao em không bao giờ em hỏi chuyện của anh nhỉ? Có phải chuyện gì cũng nói được đâu, đúng không? Cãi nhau về bố à? Em để ý à? Sao biết? Chị nhìn là biết. Tâm lý ấy, không như mấy cái loại chó lợn kia suốt ngày chỉ hốc thôi. Để cảm ơn em, anh sẽ dốc hết lòng mình để bổ cho em một quả sự căng đét về chuyện nhà mình, có được không em? Thôi đâu phải chuyện gì cũng kể đâu, nếu mà khó nói quá thì thôi không cần. Không khó thì anh kể được, em hiểu sao ấy. Tại anh không biết bắt đầu từ đâu, cả anh không biết cách làm lành với bố anh như nào. Ai ui cục xúc ấy, chưa có kể không, kể người ta đi về thôi. Có quay đây hắn. Chuyện là như thế này, không kể thì thôi, hạ cái đầu xuống, hỏng hết chức năng bây giờ. Anh vừa thương vừa giận bố anh. Và chắc ông ấy cũng thế, vừa giận mình, vừa căm ghét một thằng con như anh. Thì anh có thể bắt đầu từ những chuyện nhỏ nhất, ví dụ như là nấu cơm này, hoặc trà cháo gì đấy cũng được. Anh không nhớ chuyện thị nở cưa đổ chí mèo chỉ bằng một bát cháo thôi à? Liên quan. Quá liên quan đấy chứ. Em đây mà làm quân sư thì chỉ có chuẩn không cần chỉnh thôi. Chứ em không nhìn chuyện của Vân đấy à? Qua bàn tay của em ấy là đã khạc. À, nhại. Hỗn. Nhưng mà cũng hợp lý nhỉ. Em chỉ cần ấy, khi anh thành công, em đây chỉ xin một con gà thôi. Đừng có nhắc đến cái con lông lá này ở đây. Mất quan điểm. Cà, anh có thể bonsner cho em cả cái tấm thân này của anh. Em lấy tấm thân của anh làm gì? Cà, anh là con của ông chủ trang trại. Em có anh thì có phải em có tất cả không? Không phải là một con mà là 10 con, 100 con, 1000 con. Em hiểu không? Sướng kể mà lỡ. Em cần tất cả nhưng không cần anh. Và thế là hết. Trong một chiều buồn mà là ca nói với chúng.